Chào các bạn nhỏ thân yêu. Bữa hôm nay chúng ta có một bộ đây là bộ hôm mau hả? Có bộ không biết được của hãng gì trời. Của hãng Dominis. Wow, của Hàn Quốc hay Trung Quốc đấy. Có hình chú thỏ, dễ thương quá. Trong cái hộp này có 18 màu các em. Đây là những cái màu hả? Wow, nhiều quá. Chúng ta có 7 màu. Trời, màu nhạt hả? Màu nhạt, màu đậm, đầy đủ. Gộp lại thì có 55 cái màu ở đây. Trong cái hộp này chỉ có 18 thôi. Rồi, ở đây có tay cầm hả? Rất là dễ thương. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra đi. Mở ra. Rồi, chúng ta sẽ mở cái này ra. Em được cái cài các em. Mở ra. Đóng vào. Rồi, 1, 2, 3. Wow, các em nhìn thấy không? Ở đây là màu xanh. Xanh, à không, đây là tím. Nhưng mà xanh đậm, cái đây là màu tím hả? À, đây một cái màu tím nữa. Đây là màu tím đậm. Cái nhìn trên camera thì giống màu xanh. Nhưng thực ra ở ngoài nó là màu tím. Màu tím đậm hả? Wow, có hình chú gấu ở đây. Dễ thương quá. Chú gấu màu cam hả? Chúng ta sẽ lấy cái này ra đi. Wow, đây là màu nâu hả? Màu nâu chấm bi. Wow, đây là cái phần ha, sẽ phần nó lên phần dưới hư đẹp quá. Rồi chúng ta có xuống đi. Đây là màu xanh lá cây hả? Xanh lá cây đậm. Đây là màu xanh lá cây nhạt. Đây là màu đen hả? Đây là màu nâu. Màu xám. Chứ xanh da trời. Rồi phần ăn thứ hai. Đây là một màu nâu nữa. Ở đây là màu nâu đậm nha. Ở đây là màu nâu nhạt. Đây màu đỏ. Chúng ta có hai màu xanh lá cây nha. Một màu tươi và một màu nhạt. Đây là màu tươi. Rồi, đây là màu nâu nữa. Chúng ta có ba màu nâu. Có ba màu tím. Màu hồng. Màu đỏ, có hai màu hồng, màu cam, màu vàng. Đây là màu nâu hả? À không, đây là màu vàng. Màu vàng nhà, đâu màu vàng đậm hả? Màu vàng đậm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ hả? Cái máy vào và subscribe cho kênh Trung Lê Đức, tức là thành viên của kênh nha. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Vẽ cái gì đây? Rồi chúng ta sẽ vẽ
ver si da. Rồi, đây là một tờ giấy trắng. Chung lại được. Rồi, chúng ta sẽ về nhà đi ha. Chúng ta sẽ lấy màu đen. Vẫn ở đây. Rồi, chúng ta sẽ lấy đũa vừa thôi nha. Nếu không chúng ta sẽ gãy. Rồi. Về nhà đi. Đầu tiên, chị sẽ vẽ cái đất ha. Thôi, vẽ đất màu nâu đi. Để vào đây. Cho tôi lấy nó đậm đi. Trời. Chúng ta sẽ đổ kê cái quyển vở này vào. Màu này nó hơi nhạt các em. Rồi. Đây này chúng ta sẽ tô màu. Tô màu về tờ luôn đi. Rồi, chúng ta đã xong phần đất. Chúng ta về nhà đi. Chị biết đó, chị sẽ vẽ ngôi nhà một tầng đi nha. Đây là cửa chính. Cửa sổ. Đây là mái nhà. Cây. Wow, một cái cây rất là to. Là cái cam. Cái táo đi. Đây là một cái bồ ná. Rồi. Đây là cỏ. Cỏ hoặc trâu. Rồi anh trai này vẽ mây đi. Wow, đẹp quá. Chúng ta sẽ tô màu. Cây thì màu xanh. Xanh tươi hả? Rồi, chị đã tô xong cái cây rồi. Giờ chị sẽ lấy màu đỏ. Tô quả táo. Rồi. Hình tròn hả? Rồi. Wow, rất là đẹp. Rồi. Giờ mình sẽ lấy màu gì đây? Màu nâu đất đi ha.
Sorry các em, đây là một nơi đất hả? Không phải là màu vàng. Lấy màu nâu đất đi. Đây là màu nâu đất rất là tươi hả? Chúng ta sẽ tô hai cái mây này là màu xanh da trời đi ha, màu xanh tươi ha, xanh nhạt. Chị đã tô xong hai cái mây này rồi, chúng ta sẽ tô cái máy và cái này đi ha. Máy chúng ta sẽ dùng màu đỏ, đỏ nữa. Và cái nền nhà này thì sẽ là màu hồng nhạt đi. Rồi chúng ta đã xong cái mái nhà. Tiếp theo là cái nền nhà. Đây là cái màu hồng nhạt, cũng là cái màu da hả? cái em bé đang khóc hả? Đó là bé Bin hả? Bé Bin rất là hay khóc nhà trẻ thiêu hả? Chú là chủ nhân của cái hồ màu này. Rồi, chị đã tô xong. Cho cái cửa sổ màu gì đây ta? Màu tím đi. À, màu cam đi. Màu cam đi. Kem ấy vào và subscribe trên kênh Trung Lê Đức. Thế là thành viên của kênh nha. Mít ướt hoài à. Rồi thôi tao nói cái này màu cam đi. Rồi đẹp quá. Chúng ta hãy tô cái này là màu cam đi ha. À màu vàng đi ha. Rồi tôi sẽ xong rồi nè. Wow, đẹp quá. Bây giờ thì nó đã chịu nín khóc rồi. Cái pin này ngày nào cũng mất ướt hết. Chứ gì cái chuyện đi tắm thôi mà lúc nào cũng mất ướt hết. Đó lại khóc nữa. Cho nó lên tí ha. Wow, đậm rồi đó. Đó lại khóc nữa. Rồi, xong rồi, đẹp quá. Hẹn gặp lại các em vào những video lần sau hả? Tạm biệt.